Rồi, một cây là có, một cành là có chủ nhân rồi quý vị và các bạn. Hiện tại Việt đang ở đường Lạc Long Quân. Hôm nay Việt lạc vào một rừng lê, Việt gửi tới quý vị và các bạn những bông hoa lê đang khoe sắc xuân. Người người nhà nhà đến chọn cho mình những cành lê rất đẹp. Việt mời quý vị và các bạn đi tiếp. Một cành lê đã có chủ nhân rồi. Anh bán cành lê kia 900 quý vị. Cao tầm khoảng 2 mét. Việt mời quý vị và các bạn đi một vòng. Đi đi. Wow, rất nhiều quý vị và các bạn. Hoa lê đang chuẩn bị khoe sắc xuân quý vị và các bạn. Rất đẹp. Quý vị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị và các bạn bấm vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông khi Việt xuất bản video về không khí mùa xuân tại thủ đô Hà Nội. Quý vị là người đầu tiên nhận được những hình ảnh rất đẹp. Kênh Cuộc Sống Hà Nội ạ, Hà Nội Live. Hà Nội Live ạ. Và dạ. Năm ngoái ông quay đây. Đúng rồi, chính xác. Chúc anh đón khách nha. Và bông hoa lê rất đẹp. Hôm nay thời tiết Hà Nội rất đẹp quý vị và các bạn, hơi có mưa phùn. Những chùm hoa lê rất đẹp quý vị và các bạn. Người người nhà nhà đến chọn cho mình những cành lê. Ở đây có những cành lê đẹp quá. Rất đẹp. Không phải nó sức đầu nhiều khi chúng nó có như này. Bạn ngồi bên bay.
tay còn điện thoại vẫn được, còn kêu được. Không có thông minh vẫn còn kêu được. Không khí ở đây nhộn nhịp lắm quý vị. Người người chọn lê, nhà nhà chọn lê về chơi mùa xuân. Ở trong này thì thấy còn rất nhiều, thì mời quý vị và các bạn vào trong này. Quý vị vào trong này cảm nhận một rừng lê rất tuyệt vời. Những cành lê thì vừa thấy ở trong này còn có cả những cành lan. Những cành lan đang bám vào thân cành lê quý vị và các bạn. Cảm giác rất già. Lên rừng ở đâu đấy anh trai ơi? Dạ. Ở đâu anh? Yên Biên. Yên Biên ạ? Vâng, em cảm ơn. Đây là địa y quý vị và các bạn. Ở một xứ rất lạnh thì mới có những cái địa y này. Xin mời quý vị và các bạn đi một vòng ở tuyến đường Lạc Long Quân, cảm nhận không khí mùa xuân tại thủ đô Hà Nội. Rất nhộn nhịp, người người nhà nhà đến chọn lê rừng. Hình ảnh nhộn nhịp. Ở bên đường còn rất nhiều quý vị và các bạn. Rồi, thì các bạn thấy ở bên đường là rất nhiều. Đường Lạc Long Quân thì luôn luôn tấp nập các phương tiện di chuyển cả ngày và đêm. Ở đoạn kia thì thấy có một giao dịch, Việt sẽ hỏi gửi tới quý vị và các bạn giá lê về mùa xuân năm 2022. Wow, cảnh lê này đẹp. Wow, anh ơi, anh mua cảnh này bao tiền nhỉ? 1.7 triệu. Vâng, em cảm ơn anh. Chúc mừng anh nhé. Vâng. Cảnh này là anh mua 1.7 triệu quý vị. Rất to, cao tầm khoảng 3 mét, rộng 2.5 mét. Rất đẹp. Tới đây thì người người chọn cho mình những cành lê chơi mùa xuân.
để thấy khách hàng đã chọn thêm cảnh nữa rồi. Không khí cực kỳ nhộn nhịp quý vị và các bạn. Rất nhiều lê quý vị và các bạn, rất nhiều để quý vị lựa chọn cắm ở bên nho nhỏ. Các anh ấy nhiều lúc lạnh quá là các anh phải đốt củi để sưởi ấm quý vị. Việt đang ở đoạn đường Lạc Long Quân, một bên là hồ và một bên là đường Lạc Long Quân quý vị và các bạn. Việt đang ở bên cạnh hồ Tây. Và ngay góc này thì Việt thấy có một số cành đào đang là khoe sắc xuân. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức những bông hoa đào. Đẹp và hoa đào đang khoe sắc rực rỡ. Cháu quay nhờ thì cô nhá, gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh mùa xuân tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay là lại là mưa răng, là 10 rằm nữa quý vị và các bạn. Những bông hoa đào phục vụ cho rằm tháng giêng, một ngày này rằm rất quan trọng. Ngoài ra thì thấy cô bán những chậu ốc. Chúc cô đón khách nhá. Bên kia Việt thấy cũng có rất nhiều nê nữa quý vị và các bạn. Việt cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng tuyến phố, tuyến đường Lạc Long Quân. Chúc quý vị và các bạn một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Ở đây Việt thấy cũng có một số cành đào. Một số cành đào già và to. Nhưng mà đào này đào rừng rồi. Và dạ. Đào rừng này thì Việt thấy cũng cũng nhiều nụ quý vị và các bạn. Đây quý vị và các bạn thấy rất nhiều. Đào này chơi mùa xuân, không được chơi Tết rồi. Bông hoa đào hồng hồng bắt đầu nhú nhú nụ rồi quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Ốc này là ốc mua về thả đúng không cô? Đây. Hôm tối 30, 10 giờ đêm, hơn 10 giờ đêm họ em. Ốc này là thả quý vị và các bạn, không phải là ốc ăn. Rồi ạ. Vâng. Con bên đạo công giáo này con không biết. Vâng, cái này là ốc phóng sinh đúng không ạ?
Rồi rồi, con cảm ơn cô. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn quý vị và các bạn ở các clip tới của Viên.